Bối muốn mẹ đẻ em bé đúng không? Dạ. Thì nếu bây giờ mà mẹ đẻ em bé cho bối á, là ba sẽ không còn được bế bối nữa, ba phải bế em bé, xong rồi ba phải cho em bé ăn, rồi xong ba phải chăm sóc em bé, rồi lúc đó bố có buồn không? Bố có buồn không? Hả? Em thích ba con. Ủa? Là sao? Là bây giờ thích ba, thích ba hay thích em bé? Thích em bé. Thích em bé, thích em bé hả? Vậy là giờ cứ mẹ có đẻ em bé cho con không? Có. Vậy mẹ đẻ em bé cho con là đẻ về xong là lúc đó là ba sẽ chăm sóc em bé và ba bế em bé. Và ba phải phải lo cho em bé chứ ba không có lo cho con được đâu nha. Nhưng mà bây giờ con muốn đẻ em bé thì đẻ em bé ra là ba phải bế em bé chứ, ba phải cho em bé ăn chứ. Chứ sao? Em thích. Em không thích vậy giờ có thích, giờ có đẻ em bé không? Có. Vậy đẻ. Em thương ba tôi, em thương em bé tức của mẹ tôi. Là giờ em thương ba rồi em bé của mẹ hả? Ủa gì kỳ vậy? Để em bé ra là ba phải lo cho em bé chứ, ba phải bế em bé chứ. Không. Chứ em thích vậy đâu. Em không thích vậy hả? Vậy sao em nói em thích đẻ em bé? Vậy là giờ hơi khỏi đẻ em bé nữa hả? Giờ có đẻ em bé không nè? Không. Giờ là khỏi đẻ em bé đúng không? Hả? Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Bây giờ sao? Ba cho em bé nữa. Hả? Ba cho em bé ăn cơm nữa. Ba cho em bé ăn cơm nè, rồi ba cho em bé uống sữa nè, rồi ba tắm cho em bé nè, rồi ba bế em bé nữa, được không? Được không? Sao? Vậy là không chịu thì thôi, vậy thôi mà khỏi để em bé nha. Vậy khỏi để em bé nha.